Vâng, em MC Bình Định xin chào tất cả các bác nha. Thì video này em quay video hai con để các bác thấy được sự so sánh của một hai sản phẩm đình đám của Lukman. Đây là những sản phẩm sản xuất từ năm tám mấy đó, sao các bác. Âm thanh nó rất là hay, không phải những sản phẩm Lukman hàng mới mà những cái con đắt tiền hơn mà hay hơn những con này nha các bác. Đấy. Thì âm thanh nó ở chỗ là người ta nghiên hãng người ta nghiên cứu từ lúc đó thì càng về sau này người ta sẽ thay mẫu, nói chung âm thanh mỗi cái một khác. Và những cái trong cái đời cái năm này thì đa số là nhạc nghe là nhạc chậm rãi, nó rất phù hợp với cái âm thanh là nhạc vàng như là nhạc bolero ở thời đại bây giờ, lúc bây giờ. Chứ với những cái sản phẩm mà đời mới hay en như những cái con cao cấp hơn thì nó thể hiện những cái sản âm thanh như nhạc ngoại, nhạc tí tách, những cái những cái bài nhạc mà nó đường trống thì rất là hay. Nhưng mà nó đánh nhạc vàng thì cũng nó cũng khá là hay, cũng khá, rất là chi tiết, nhưng mà nó nhìn nó về nghe thì về nhìn thì nó không có phù hợp với những cái nhạc rề 75. Đấy, những con này vẫn được anh em săn lùng và nó đánh những dàn loa ribe rất là hay. Và đây là con có model là L100. Thì video này em sẽ làm nó cùng giá là 27 triệu, và con Lukman L309V kia về ngày hôm qua cũng chưa kịp giới thiệu cho các bác luôn, cũng đồng giá 27 triệu. Tất cả là hàng tiện rất là kỹ bên em, xuất sắc. Và em qua chi tiết mạc mũi, thùng vách và phía sau cũng như báo seri cho các bác, tại mỗi con em có chỉ còn mỗi thứ một con thôi. Đấy. Mình vẫn báo seri cho các bác để các bác lỡ những các bác xem vài ba ngày sau các bác xem thì bác nhớ seri sản phẩm là em sẽ biết cái con đó. Tại những con này em về liên tục mà cứ 5-10 ngày, có khi nửa tháng lại về một con. Những sản phẩm này thuộc vào hàng hot, càng ngày càng lên giá. Về con 309V là nó cũng khá là được anh em nổi tiếng chơi loa ribe L100 Canary 4312, L166, nó đánh được L65 Dubai. L65 Dubai thì các bác nên chơi con này, quanh lực nghe sướng lắm. Về hai con này thì âm thanh thì nó khá là giống nhau, nhưng mà con L309V thì nó dịu hơn một tí. Con này thì tiếng bass nó lực hơn và nó sở hữu là hai cái volume nha, hai volume luôn. Đây là volume thứ nhất này, đây là volume tổng lớn này. Cái volume này nó sở hữu cái cảm biến nha. Các bác chỉ cần đụng vào là nó ngắt tiếng, nó là cái multi á, cắt tiếng. Nên là nó rất là an toàn, tại vì con này công suất lớn nha, 400W mà chạy 8 sò xét, nó gấp hai con kia luôn. Âm thanh nó rất lớn, người ta tích hợp cái cảm biến trong này. Khi lỡ trí im người ta chỉ lỡ đụng vào là nó tự nó ngắt. Chứ không thì bạn lời dạy là ban loa, tại vì con này nó chơi cao bass 40 luôn nha các bác. Đây, giờ em que độ đẹp của nó nha. Đấy, các bác có thể thấy được nấm nút con này hàng eBay về. Rất là đẹp nha, long lanh luôn, bác mà sưu tầm thì luôn. Cái nút này là nút low net nha các bác, khi các bác để là bình thường gạt lên là low net, âm thanh nổi. Rồi đây là cầu lo AB, con này chạy điện 100V nha các bác, 100V. Đây là cái cao tô lô của nó, con này về hôm qua hôm kia thì em chưa qua cho các bác được, về chưa vệ sinh đấy. Đây cao tô lô, các bác có thể tham khảo trong này. Đấy, đầy đủ hết nha. Đấy, về vỏ gỗ tuyệt đẹp luôn. À, cái đây cũng còn nguyên nha, cái viền này còn nguyên luôn, nguyên nước sơn của nó, nguyên ring của nó nha các bác. Nhưng thùng gỗ thì khỏi phải bàn nha, chờ em tới quay phía sau. Vâng, và đây là phía sau của sản phẩm, rất là đẹp. Đây là tản nhiệt rất là lớn nha, hai cầu loa 400W điện 100V, seri là 0525. Các bác nhớ cho em 0525. Rồi đây là em sẽ mở ruột ra. Vâng, đây là phía dưới của sản phẩm, nó bao gồm là những con ốc và cái chân. Và đây là cái ba cái cầu chì, cầu chì là cầu chì tổng nguồn vào này, cầu chì là cầu chì ra loa. Đấy, rất là an toàn, lỡ có chập lây loa là nó sẽ cháy cầu chì này, nó không ảnh hưởng tới cái phần công suất. Đấy, hãng người ta đã nghiên cứu là chuẩn chì hết rồi, các bác xài con này rất yên tâm nha. Em sẽ tháo máy ốc ra và khui mở cho các bác cùng xem nha.
Vâng, đây là ruột gan của con Lukman L100 400W, tân phô rất là to. Các bác có thể thấy hai cái tụ lọc nguồn của dòng L100 nó phải nói là lực lưỡng, nó bự. Các bác có thể thấy cái bàn tay này nha, để vừa cái bàn tay luôn. Hai con tụ rất là to để lọc nguồn cũng như là cho một luồng nguồn điện nó sạch sẽ. Đây là tám con sò, nó là hai đỏ hai đen nha các bác. Đấy, tám con sò nét, hai đỏ hai đen nguyên bản. Đây là phần rề, đây các bác có thể thấy được bo mạch mộc mạc của sản phẩm nha. Đấy, mỗi hàng này rất là đẹp luôn nha. Đấy, nguyên bụi nha, có thể thấy này, nguyên bụi này, cả là bao nguyên zin hết cho các bác nha, và cũng như là độ đẹp của nó. Rồi, bác nào lấy thì alo cho em, con này đẹp thiếu thùng xốp thôi. Cái này trong này là chưa vệ sinh này. Đấy, cái này là chúng ta phải bao hấp, chúng ta chọt vào chùi là nó sẽ sạch thôi. Nguyên bản kề con nào nó cũng dơ cái phần nhựa này. Đấy, rồi em tiếp tục là tới con Lukman 309V để các bác xem. Vâng, tiếp tục đó là con 309V thì rất là nổi tiếng rồi. 309V L100 là hai con này đồng giá với nhau. Các bác nào có chơi bát 40 thì các bác ta lấy con L100, và các bác nào chơi 30 thì các bác lấy 309V, vì chất âm hai con này nó rất là giống nhau, chỉ là con kia nó không quấn hơi lực một tí về tiếng bát thôi, vậy thôi. Các bác thích cái mẫu nào thì alo cho em. 309V đẹp xuất sắc nha. Đấy, các bác thấy đồ đẹp của nó nha, được không một điểm chê luôn nha. Tí em mở ruột gan cho các bác cùng xem. Thì đồng giá là 27 triệu bao ship nha, một con duy nhất nha. Đấy, gỗ đẹp nha các bác. Con này series là 48 nha, 48 series 48, có nghĩa em hai đuôi, em đẹp cái số đuôi nha các bác, số đuôi của ông đây thôi. Các bác nhớ em 309V là ngày 21 tháng 6 là series 48 điện 100V. Đấy, rồi các bác có thể xem lên tivi hay là điện thoại thì có thể thấy được cái đồ đẹp sản phẩm nhé. Những sản phẩm này nó thuộc là sưu tầm và cao cấp nên em tuyển rất là kỹ với những sản phẩm đẹp không tì vết. Để các bác nghi với những cặp loa L100 Venturi không thiếu những con này 4312 MK2 vân vân, nói chung là dòng loa RIB bắt 30 thì đánh con này tuyệt vời. Vâng, đây là phía sau của con Ly. Đấy, có thể vào gỗ đẹp keng keng. Dòng 309V thì nó chạy hai cầu loa cũng như L100, nó 350W, còn L100 là 400W. Rồi, sau đây mời các bác xem ruột gan bên trong sản phẩm nha. Đây là phía dưới của sản phẩm. Đây là em mình mở bốn góc này ra để lấy cái máy ra để qua cho các bác cùng xem. Rồi, xin mời các bác xem ruột gan quá nha. Về 309V thì nó có 3 đời, đời là tụ trắng nè, đời tụ đen nè, và đời tụ cái ni lông bẹp mà bẹp treo á các bác, nhựa treo nha. Đấy, vậy đó. Rồi các bác xem đồ đẹp đó nha. Đây là bo mạch âm sắc nha. Đấy. Đấy. Thì cách đây vài hôm em cũng bán một con rồi, với kìm bác lái bộ con 309V với một cặp loa L100 Canterbury thẳng, một bộ rất là hoàn hảo nha. Đấy, bốn con sò Toshiba nha các bác, Toshiba 1079 và 679 nha. Đấy, là sò riêng của nó nha các bác. Rồi các bác chìm ngưỡng bên trong của sản phẩm nha. Đấy, dây buộc còn nguyên hết nha, tụ đây. Hay là những cái con cầu chì bảo vệ tránh hiện tượng sự cố chập dây loa, chập đồ vân vân. Hay là cái bộ phận rờ ly để khiển âm thanh, khiển bộ phận ở cái đại, nói chung là vậy đó. Nói chung là tất cả nguyên zin cho các bác nha, hoạt động hoàn hảo nha. Rồi em quay lại cái mặt một tí nữa để các bác cùng xem. Ok, tổng quan sản phẩm nhé. Mỗi con tụ có chỉ số là 63V 15.000 UIP nha. Rồi ok, rất là đẹp, giá 27 triệu cho các bác.
và cuối cùng mời các bác xem tổng quan ruột gan của hai sản phẩm là 309V và L100. Về chỉ số các bác thấy hai con tụ nó khác nhau về độ lớn. Đây. Tụ này thì nó cũng thông số là 15.000 UF thôi, nhưng mà nó là 80V, còn con này là 63V. Rồi, như vậy thôi. Con này thì nặng hơn con này, nó là điều check ăn rồi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác nào yêu thì alo cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Thấy tấm biển thì nó hư rồi, chắc em chuẩn bị làm tấm biển mới.